Tân giáo xứ Thủy Chú. Sử truyền rằng làng Thủy Chú trước đây thuộc tổng Bạch Sam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nay là xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cách bờ sông nhỏ khoảng 200m về phía tây, nơi ấy có một ngôi đình làng quy tụ khoảng 300 nhân khẩu là người ngoại giáo sống chung quanh. Họ chưa hề biết đến tin mừng đạo Chúa cũng như ơn người cứu độ. Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi bất cứ ai người đã dựng nên. Nhờ ơn Chúa, cha bề trên Tiểu Trùng Viện Hoàng Nguyên và các thầy giảng sang truyền dạy giáo lý, nói về Chúa cho dân làng. Từ đây, họ biết đến một đạo, đạo yêu thương. Năm 1884, 6 gia đình, tổ phụ của giáo họ là những người yếu thế trong dòng họ hoặc các đầu con nuôi được chỉ định theo đạo. Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ những kẻ bé mọn. 6 gia đình với cả thầy 27 nhân danh rời làng Thủy Chú ra bờ sông nhỏ, thành lập trại đạo Thủy Chú, nơi ruộng trũng bùn lầy đầy cỏ dại. Các cố cha xứ Hoàng Nguyên cùng các thầy của Tiểu Trùng Viện thường xuyên lui tới dạy giáo lý, hướng dẫn đời sống đức tin, nâng đỡ cả tinh thần cũng như vật chất, giúp dân từ hai bàn tay trắng không tài sản ruộng vườn mà khai phá lập trại. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con cái người và không muốn để mất một ai. Cuối năm 1885, 27 người thuộc trại đạo Thủy Chú được cha già thức, chính xứ Hoàng Nguyên ban bí tích rửa tội, chính thức trở nên con cái cha trên trời. Các giáo hữu đón nhận ơn thánh trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Cũng năm ấy, các cha cố bề trên và cha xứ Hoàng Nguyên đã xuống huyện Duy Tiên tậu cho các giáo hữu một ngôi nhà ba gian, nơi quy tụ con cái Chúa cạnh dòng sông Lương ngày nay. Các ngài dựng nhà nguyện và thành lập giáo họ Thủy Chú từ đây. Cha xứ Hoàng Nguyên đã đặt cụ Phêrô Nguyễn Văn Sáng làm chùm họ tiên khởi. Đến năm 1917, số giáo dân nơi mảnh đất thân thương này ngày một đông. Tòa giám mục Hà Nội và cha xứ Hoàng Nguyên đã cho đặt móng xây ngôi nhà thờ bằng gạch, lợp ngói. Lúc ấy dân họ chỉ có 30 xuất đinh nam giới từ 18 tuổi trở lên. Hàng năm, các giáo hữu góp rơm rạ để đốt lò lấy gạch xây nhà thờ. Lò thì nhỏ, rơm rạ thì ít, nên mãi đến năm 1924 mới hoàn thành toàn bộ nhà thờ và tháp. Ròng rã 7 năm vừa xây dựng vừa chờ nung gạch. Ngôi thánh đường dài 27m, rộng 7m với tháp cao 24m. Năm 1955, nhà thờ bị sét đánh vỡ hơn một tầm nên phải sửa chữa. Vì thế mà đến nay tháp chỉ còn 22m. Nơi giáo họ vẫn vang vọng tiếng trống đổ hồi, vang vọng dục gọi con chiên về cầu nguyện và kín múc ân thánh nơi Thiên Chúa là cha đầy lòng thương xót. Ngay từ khi chỉ có ngôi nhà nguyện đơn sơ, đến khi có ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ năm 1924. Năm 1940, cha xứ đặt mình thánh Chúa trong nhà chầu để các giáo hữu viếng Chúa mỗi ngày, dấu chỉ hữu hình Thiên Chúa ở giữa dân người, như khi xưa người đồng hành cùng dân riêng trong sa mạc. Năm 1943, do chiến tranh loạn lạc, cha xứ kiệu mình thánh về xứ Hoàng Nguyên. Đoàn Thiên Chúa lại sống trong niềm ước vọng được đón Chúa Thánh Thể đến hiện diện ở giữa cộng đoàn lần nữa. Năm 1956, nhà tràng Hoàng Nguyên bị bom đạn tàn phá, các tiểu trùng sinh phải chuyển đi nơi khác. Cha cố Phaolô Vũ Ngọc Trình đã xin tòa giám mục cho giáo họ Thủy Chú quả chuông ở tháp nhà khảo của Tiểu Trùng Viện. Từ đó, tiếng chuông vẫn ngân vang gọi mời con cái về với Chúa mỗi ngày. Cũng chính trong năm ấy,
với lòng yêu mến, khát khao và ước vọng được đón Chúa Giêsu thánh thể trở lại giáo họ. Cha xứ Phaolô một lần nữa đặt mình Thánh Chúa trong nhà chầu giáo họ để các giáo hữu được viếng Chúa mỗi ngày. Mùa xuân năm 1996, sau bao năm mong mỏi, ước ao, bề trên giáo phận đã cho phép giáo họ Thủy Chú được chầu mình Thánh Chúa trọng thể vào Chúa Nhật 2 của tháng Giêng hàng năm. Giáo họ Thủy Chú ngày một phát triển cả về đời sống đức tin cũng như đời sống vật chất, trở nên đất chật người đông. Nơi giáo họ, nhiều hội đoàn, nhiều xóm được thành lập, sinh hoạt sốt sáng và mừng lễ quan thầy mỗi năm. Với dòng thời gian, muôn ngàn hồng ân Thiên Chúa vẫn hằng chan tưới trên giáo họ, mảnh đất với cái tên Thủy Chú không ngừng lớn lên. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, lòng tận tụy, bác ái của các vị chủ chăn cùng với sự đạo đức, nhiệt thành của các bậc tiền nhân mà hạt giống đức tin đã được gieo trồng nơi mảnh đất Thủy Chú đã không ngừng nảy nở, phát triển và trổ sinh hoa trái. Những hoa trái tốt lành, thánh thiện mà hạt giống đức tin các bậc tiền nhân đã để lại được kể đến như ba linh mục được sinh ra ngay tại quê hương Thủy Chú: cha Phêrô Nguyễn Xuân Đính và cha Phaolô Nguyễn Xuân Đính, linh mục giáo phận Sài Gòn; cha Enredo Nguyễn Văn Mạnh, đan sĩ dòng Cito Phước Vĩnh; thầy Stefano Nguyễn Văn Nghĩa, tu sĩ dòng Thừa Sai Đức Tin. Thấy được sự phát triển và trưởng thành trong đời sống đức tin nơi mảnh đất Thủy Chú này, ngày 18 tháng 11 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã quyết định thiết lập tân giáo xứ Thủy Chú có hai giáo họ trực thuộc là Chi Thủy và Vĩnh Xuân với tổng nhân danh là 1412. Giáo xứ nhận Thánh Matthia Tông Đồ làm bổn mạng và mừng lễ vào ngày 14 tháng 5 hàng năm. Trải qua biết bao thăng trầm của biến cố lịch sử, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên mảnh đất Thủy Chú đã không ngừng nảy nở, phát triển và trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, thánh thiện. Giáo xứ không ngừng phát triển dưới sự bảo trợ của Thánh Matthia Tông Đồ cả về đời sống đức tin cũng như đời sống xã hội. Chúng con không ngừng chúc tụng, cảm tạ và khấn xin cùng Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống trên quý đấng bậc, quý ân, thân nhân và cách đặc biệt trên giáo xứ chúng con muôn ơn lành hồn xác nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthia Quan Thầy.